Hôm nay Thành sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm cho cái đầu của chúng ta. Người ta gọi là cái trung khu thần kinh trung ương. Mình thì không uống cái này quá nhiều, một năm mình uống tầm 2 hộp thôi. Mình thì chưa bị vấn đề về thần kinh, nhưng mà có lúc stress, có lúc mệt mỏi thật. Vì sao? Vì công việc mà. Vậy nếu chúng ta hay uống Gingo, chúng ta hay bị đau đầu stress, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái sản phẩm này ha. Một cái sản phẩm được nhập khẩu chính hãng. Tất cả những sản phẩm của Thành giới thiệu với anh chị em đều được nhập khẩu chính hãng, đều được Bộ Y tế cho phép Việt Nam, và đều có những cái chứng nhận hàng đầu tại thế giới nha. Thì một hộp này có tên là 2Q180. Mọi người nhìn thấy cái biểu tượng best formula, có nghĩa là sản phẩm số 1 cho não về trên thế giới luôn nha. Với bộ 3 là DSA, AA và PS. Thì công ty sản xuất hàng đầu tại Mỹ là đối tượng sản xuất ra cái sản phẩm này nha. Và trong đây thì có một cái sản phẩm, có một cái thành phần rất là tuyệt vời, đó chính là DHA. Thì DHA được chiết xuất từ tảo biển nha, và có cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ, và cũng được chứng nhận của FDA và GRAS với cái sản phẩm này luôn. Nên ta biết được những cái sản phẩm mà Thành giới thiệu với mọi người được chứng nhận của GRAS là những sản phẩm rất là tuyệt vời. Thì ta đã biết được rồi, DHA nha là một cái thành phần thì chiếm thành phần rất là cao từ láo và mắt lên là tất cả những cái sản phẩm khi lại uống này vào thì nó sẽ hỗ trợ tái tạo chức năng về thần kinh, chức năng về não bộ và chúng ta sáng mắt hơn. Ngoài ra có một cái thành phần là AA là acid acholoic, nó sẽ có bằng sáng chế công nghệ đặc cuộc độc quyền nha, chiết xuất từ Anh Quốc nha. Vậy là thứ hai là có acid AA, số 3 là có 2Q180 và PS phosphor diseren nha, nó sẽ chiết xuất từ mầm đậu lành không có biến đổi gen và công nghệ độc quyền từ serin và từ gì, từ Italia ha, công nghệ độc quyền serin acid từ gì, từ Italia, từ Ý nha. Ngoài để làm gì ạ? Để nó giúp ổn định thần kinh, cải thiện cái chức Alzheimer và tăng cái khả năng trao đổi chất của não bộ lên đến 14,8%. Và ngoài ra nó sẽ có chiết xuất thêm gì ạ? Chiết xuất thêm yến mạch tự nhiên từ 36 loại yến mạch với cái chất lượng và độ tinh khiết cực kỳ cao, có bằng sáng chế từ 32 quốc gia, được sản xuất tại nhà máy sản xuất thảo dược số 1 thế giới là Frutarom của Thụy Sĩ. Thì rất là nhiều những cái video Thành nói về tập đoàn Frutarom như sản xuất ra cái tinh chất mầm đậu lành, sản xuất ra cái tinh chất bí ngô, thì nó sẽ sản xuất thêm cái tinh chất xuất yến mạch này nữa. Vậy cái công thức nó độc quyền với DHA, với AA và với PS, ngoài ra bổ sung thêm yến mạch. Ngoài ra trong cái sản phẩm này có bổ sung thêm cái taurin ha. Thì bản chất là taurin thì anh chị em có thể nghe thấy từ bò húc có taurin này, những cái nước tăng lực này. Thì taurin là một cái loại axit amin có nhiều ở tủy sống và lao bộ, nhưng mà cái taurin đó là taurin ở loại tổng hợp, nhưng mà chúng ta lấy taurin từ tự nhiên thì nó sẽ điều tiết và tăng sức mạnh cho các dây thần kinh, đâm ra chúng ta có cảm giác hưng phấn hơn, khỏe hơn, bền hơn, làm việc năng lượng hơn. Chúng ta thấy điều này tuyệt vời nhé. Nên là tại sao khi uống cái sản phẩm này vào, DHA thì nó cho lao bộ, nó tái tạo tế bào thần kinh, cho mắt nha, AA nha, nó sẽ tăng cái khả năng dẫn truyền của thần kinh, còn gì nó sẽ cải thiện chức năng của lao bộ, có yến mạch nó sẽ giúp gì ạ? Nó sẽ giúp chúng ta là gì ạ? Tuyệt vời hơn cái chức năng của não bộ. Và taurin nó cho ta khỏe lên. Thì đó là bốn cái thành phần chính nha, DHA, AA, PS và yến mạch. Ngoài ra cộng thêm taurin. Và cũng có chứng nhận của SGS, không có thành phần hóa dược, không có hóa chất độc hại. Vậy cái sản phẩm này để làm gì? Đầu tiên nó sẽ phù hợp cho những người thường xuyên chịu áp lực, những người căng thẳng stress, những nhân viên văn phòng, những người hay học tập nhiều, những người làm sếp, những người mà đang ở trạng thái stress nặng à, có một thời gian thì mình cũng stress luôn cả nhà nha, công việc nó nhiều quá thì mình rất là phù hợp với cái sản phẩm này. Ngoài ra những người bị trầm cảm, những người bị tăng động, những bé bị trầm cảm, những bé bị tăng động, những người mà trí nhớ kém nha, cũng rất là tuyệt vời. Hỗ trợ tái tạo tế bào não, những người mà đau lửa đầu, những người mà tổn thương tế bào não, khi anh chị bị vấn đề đó hoặc anh chị kiểm tra tế bào não trong cái vấn đề máy điện tử nó cũng ra. Ngoài ra nó sẽ ổn định nha, ổn định tinh thần. Nó sẽ hỗ trợ tái tạo tế bào não trong quá trình mà người mẹ mang bầu. Nhưng có rất là nhiều người mẹ sau khi mang bầu xong thì ở giai đoạn hậu sản đó nha, bị trầm cảm, bị stress lặng, thì nó sẽ ổn định tinh thần sau cái giai đoạn hậu sản. Ngoài ra bé nó sẽ hỗ trợ phát triển đầy đủ thần kinh cho não bộ của bé. Bé sẽ thông minh hơn, bé sẽ nhanh nhẹn hơn. Ngoài ra những cái bé trong quá trình học tập căng thẳng á, nó cũng hỗ trợ cho cái bé căng thẳng nha. Và nó sẽ phòng ngừa cái thoái hóa chức năng của não bộ với những người nhớ quên, những người mà bắt đầu là quên đường về,
những người mà eczema Parkinson, thậm chí là phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh nha. Nên những người eczema rất là tuyệt vời, những người là bà bầu, trẻ em thời kỳ học tập và ôn thi thì rất là tuyệt vời. Vậy là những người liên quan đến chức năng não bộ, với những người thần kinh động kinh, với những người mệt mỏi suy nhược, ngủ không ngon giấc cho vấn đề thần kinh kém, những người đau nửa đầu, những người tiền đình, những người chức năng não bộ hoạt động kém, thì sản phẩm này là sản phẩm dành cho bạn. Chúng ta thấy điều này tuyệt vời không ạ? Có với công thức là AA acid chloride, PS có gì ạ? Taurine, có yến mạch, có DHA từ táo, là một điều rất tuyệt vời. Và dùng sao cho nó hiệu quả đây? Như Thành uống bổ sung, nó chưa bao giờ Thành uống điều trị cả, thì Thành uống trước khi đi ngủ buổi tối một viên. Còn nếu với những người mà tăng động kinh, trí nhớ giảm, thì anh chị có thể là cho ngày đầu tiên, tuần đầu tiên 2 viên, tuần sau lên 3 viên, tuần sau nó lên 4 viên. Anh chị có thể điều trị như vậy trong vòng 3 tháng nha. Sau đó chúng ta giảm xuống ngày 1 viên. Trẻ em 6 tháng tuổi thì anh chị có thể pha 1/4 viên. Và trên 6 tháng tuổi, trên 6 tháng, ở trên 2 tuổi thì có thể là nửa viên. Và cách uống tốt nhất là ta uống sáng, buổi sáng, hoặc là trước khi đi ngủ trưa, hoặc là như Thành cũng uống một viên. Thành uống trước khi ngủ buổi tối 1 tiếng nha. Vì đó là viên quan trọng, anh chị có thể là pha ra cho trẻ em, hoặc anh chị có thể uống nha. Nhớ này, buổi sáng dậy nó sẽ bừng tỉnh cả ngày làm việc. Anh chị đau đầu, anh chị uống trước khi đi ngủ trưa tiếng, nửa tiếng. Ví dụ anh chị ăn 11 rưỡi thì 12 giờ anh chị uống, anh chị đi ngủ trưa. Và 10 giờ ta ngủ buổi tối thì tầm 8 rưỡi đến 9 giờ ta uống nha. Và chú ý này, trong thời gian đầu anh chị uống có thể là đau đầu hơn, có thể là trí nhớ quên hơn, có thể là mệt mỏi hơn. Và có nhiều anh chị uống buổi tối nó sẽ khó ngủ hơn trong vài hôm, vì nó tái tạo tế bào thần kinh. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mệt nha, vì nó có taurin, nó sẽ giúp chúng ta cảm giác tỉnh táo. Và nhất với những người mà lái xe căng thẳng, thì lúc đó anh chị có thể là ngừng uống buổi tối và anh chị uống sang buổi sáng và buổi trưa. Và sau khi anh chị quen rồi thì anh chị bắt đầu chuyển sang buổi tối cả nhà. Thì một hộp nó có 60 viên. Hãy nhắc lại, đây là sản phẩm cần cho thần kinh nha. Những người mà mắt kém cũng được, là những người đau đầu, mệt mỏi, suy nhược, căng thẳng, stress, động kinh, tăng động, giảm trí nhớ, áp lực, thì nếu anh chị cần thiết thì hãy liên hệ trực tiếp với Thành. Và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.